Khi ấy, Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ người lại và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Đây là tên 12 tông đồ. Trước hết là Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến Andrê em của ông, Giacôbê con ông Giê-bê-đê và Gioan em của ông, Philip-phê và Bartolomeo, Tôma và Matthew người thu thuế, Giacôbê con ông An-phê và Ta-đê-ô, Simon Nhị Tâm và Judas Iscariot là kẻ nộp người. Chúa Giêsu đã sai 12 vị này đi và truyền rằng: các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến.